chim thì nó cũng đơn giản, không có nhiều, nhưng bây giờ chỉ có cái vanh, cái nan, rồi cái đáy với cả cái chân và bộ kính cầu với cả cửa, thế là hết. Tức là mình nói như này, nếu mà nói người ta gọi là về cái lồng mà đẹp ấy, thì là cái nguyên liệu là cái đầu tiên đấy, xong đến cái dáng của cái lồng và cái dáng và kiểu, tức là cái lồng này là người ta gọi là lồng chùa đấy. Lồng chùa tức là lồng này là lồng chim trải, lồng khuyên và chim yến. Các cái vanh này là bằng mình tự tay mình chạm đốt trúc này, còn các cái này là thợ sẽ, mình sẽ có thợ riêng để đục. Cái này gọi là long ly quy phượng này, đỉnh này là con phượng, con phượng đây là cái móc, móc một con phượng làm toàn bộ bằng tre. Năm 1997 cái lồng này là chính thức là lúc đấy là 1.600.000, còn đến năm mà 2007 2006 2007 là cái lồng này là 15 triệu. Cái này thì cái lồng này là 100% bằng tay đất, không có máy nào, kể cả cả tăng cái đục cái này cũng bằng tay đất, mà tất cả cái này đều bằng tay đất, không có một cái tị nào bằng máy cả.